Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình về được một cặp Bose 101VM các bạn. Thì lần này đợt trước mình về được một cặp khá là đẹp các bạn. Thì đăng thì cũng đã bán ngay. Thì có khá là nhiều anh em hỏi về cái dòng loa này. Lý do dòng loa này bên trong nó, cái nội thất của nó thì khá là đẹp. Nó sử dụng từ bọc thép các bạn. Đó, và những chi tiết khác thì cũng khá là đẹp. Thì cặp loa trước mình đã bán, thì tuy nhiên đợt này mình về được một cặp nha các bạn, thì nó cũng trùng series nha các bạn, nhưng mà tình trạng như thế này các bạn, loa zin thì zin 100%, nhưng mà nó đã bị lai một cái bát đời khác của dòng 101VM này, có nghĩa là cùng là 101VM nha các bạn, nhưng mà một cái loa thì cái bát đời này và một cái loa thì cái bát đời kia. Đó, thì mình nói trước nói nhanh ở cái video để cho bạn nào xem thì đầu tiên thì chúng ta nghe vậy, nếu chúng ta cảm thấy không thích hoặc đang tìm kiếm dòng này, mà nếu cảm thấy không thích thì các bạn có thể bỏ qua cái video để tránh khỏi mất thời gian nha các bạn. Và cái sự khác nhau đó như thế nào thì tí mình sẽ quay tháo ruột gan ra là quay chi tiết cho các bạn xem nha, nhưng mà đảm bảo hàng vẫn zin và hàng đã bị thay bên Nhật nha các bạn. Đó, nhưng mà vẫn giữ được cái độ zin, nghĩa là hàng zin, không phải hư hao, không phải là hàng sửa. Có thể là bên đó nó bị hư, nó bị cấn, nó bị lủng gì đó, thì họ lấy một cái củ bát khác tương tự họ gắn vào. Đó, thì khi mình mua trực tiếp bên đó thì mình chỉ nhìn được cái màn phía ngoài các bạn, màn loa phía ngoài giống nhau đó, thì mình không thấy củ là bên trong, cho nên mình không có biết được là nó chống mà nó khác, khi mua về kiểm tra mới biết. Nhưng mà hàng hóa như thế nào thì mình sẽ nói trước với các bạn thế đó nha. Thì bây giờ mình sẽ test nhanh hai đoạn nhạc các bạn, sau đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem ngoại hình và nội thất. Rồi, ok. Anh quá nghèo đâu dám yêu em, đời trắng tay mong ước chưa thành, cha mẹ già chưa cha yêu. Anh còn một đàn em thơ, đâu có gì giữ được tình ta, thôi cũng đành trốn kín trong tim. Gặp người giàu sang, anh chấp nhận tất cả vì em. Tình nghĩa đôi ta có duyên mà không có nợ. Ok bạn, một cái bài nhạc tiếp theo. Ok các bạn, thì bây giờ ha, mình đã test xong hai cái đoạn nhạc rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo dây loa ra và mình sẽ quay cho các bạn về cái ngoại hình và cái nội thất của cái cặp loa này. Rồi, về ngoại hình ha, thì phía trước thì mình có cái phần e căng như thế này ha, e căng thì cũng khá là đẹp các bạn ha, có những cái vết chày nhỏ nhỏ ở đây. Rồi thì về ngoại hình nước sơn ha, nhựa thì
hàng đã sử dụng hoặc là do vận chuyển các bạn đó, thì nó về nó bị trầy như thế này đó, nhưng mà cái mặt trước thì nó vẫn đẹp nha các bạn, chỉ có những cái mặt bên hông mà nó như vậy. Rồi thì hàng về thì có sao mình để vậy các bạn. Rồi thì về phía sau á, thì mình có một cái logo bô màu trắng này, nó rất là nổi nha, rất là đẹp, thì còn khá là mới các bạn đó. Thì phía sau đây thông số ha. Mình quay ngoại hình xong rồi bắt đầu mình sẽ đi từ trước vào sau. Thông số cái này dính keo các bạn, dính keo ha. Đây phần phía dưới các bạn, hay chúng ta có cái phần để treo loa mặt phía dưới để treo loa đó. Rồi đây là mặt phía trên, mặt phía trên đó các bạn, đó bụi bặm nè, mình cũng chưa có vệ sinh. Rồi thì ok, thì bắt đầu mình sẽ đi luôn vào cái phần thông số nữa các bạn. Thông số của nó thì ở đây nó vẫn ghi là logo bô nè, nó vẫn ghi là đây là bô Corporation các bạn, địa chỉ ha. Rồi đây là bô 101 Music Monitor Speaker System nè, đó thì đây là những cái phần thông tin khác. Rồi thì tương tự dòng 101MM bạn ha, các dòng loa bô mà 101 hàng thị trường Nhật thì nó luôn luôn có cái rắc sau ly này, chúng ta có thể cắm loa vào cái đỏ đen này hoặc là cắm loa vào cái rắc sau ly. Rồi thì về cái thông số thì đây bô 101 model 101VM các bạn đó ha, công suất của nó là 45W RMS, y chang như 101AD, y chang như 101MM nha các bạn, không có chuyện là 150W đâu. Rồi 6 ohm ha, Series 707 0091 các bạn ha. Thì thằng này tương tự nhưng mà là 707 0092 đó. Rồi thì ok, tiếp theo là tới phần phía trước. Phần phía trước thì e-căng đây các bạn, đây là phần e-căng ha. E-căng lưới nó có một cái màu hơi xanh các bạn, hơi xanh đó, hơi xanh xanh lông chuột gì đó. Rồi e-căng này cũng vậy các bạn đó nha. Rồi thì về cái phần màn lo ha, các bạn có thể thấy màn lo thì hai màu nó đều nhau, rất là đều các bạn ha. Đó một cái màu đây rất là đều nhau. Rồi thì cho các bạn xem về cái phần độ mới ha. Nói chung cặp này thì cái lo nó, cái màn lo còn rất là mới các bạn, và phần củ lo nó cũng còn rất là mới luôn ha. Đó các bạn có thể thấy những cái phần mà gân hoặc là màng hoặc là keo ha, nó chưa có bị đóng bụi nhiều. Có những dòng này bị đóng bụi nhiều bạn, mình rất là khó vệ sinh các bạn, tại nó màng giấy mình không thể nào mà lau chùi được ha, cho nên hàng về có sao như vậy đó các bạn. Cho nên những cái thằng này nó còn mới là nó sẽ còn sáng bóng nha các bạn đó. Và tương tự cái thằng bên phía bên này cũng vậy các bạn ha, cái lông mũi keo rất là đẹp đó. Rồi ok, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tháo bên trong nha các bạn, mình sẽ tháo bên trong ra và mình sẽ quay cho các bạn xem về cái phần nội thất. Rồi thì ok, mình đã tháo qua những con ốc vít các bạn ha, 6 con ốc vít đó. Thì cái mặt phía trong này dĩ nhiên là sẽ còn rất là đẹp nha các bạn, tại vì nó sẽ không có bị trầy xước ở đây đâu. Rồi thì về cái phần nắp máy nè các bạn ha, các bạn sẽ thấy ha, nó sử dụng những cái con ốc hình cánh hoa mai nè, như ốc 6 cạnh 8 cạnh gì đó các bạn ha, những cái loại ốc vít đặc biệt các bạn đó. Với dòng này sử dụng ốc vít đặc biệt đó, giống như dòng 101MM hoặc một số dòng 101AD đó các bạn đó. Thì đó như vậy. Ok thì bây giờ mình sẽ nhấc ha, mình sẽ nhấc cái phần này ra để chúng ta xem cái củ lo bên trong. Rồi đó các bạn ha, thì mình đã nhấc nó ra thì các bạn nhìn thấy gì ha. Thì đầu tiên thì một cái bên đây là nó, cái dòng nó xương thưa, một cái là dòng xương khít ha các bạn. Dĩ nhiên hai dòng xương thưa và xương khít đều là hàng hàng xịn nha các bạn đó. Thì nó chỉ khác nhau đúng cái đặc điểm này thôi đó, các bạn có thể thấy ha, đó xương khưa thương và xương thích xương khích đó. Thì hai thằng này vẫn là một cái từ bọc thép ha, và cái phần bọc thép đây nó còn rất là mới, rất là đẹp các bạn đó. Đây nha các bạn đó, củ lo rất là chất luôn, bạn thấy không đó. Các bạn cứ nhìn cái mặt cắt ngang của nó nè đó, cái phần xương nó chỉ có tí xíu này thôi ha, có nhiêu đây thôi các bạn, mà phần từ tới bao nhiêu đây đó, rất là chất. Tương tự thằng này đó nha các bạn, nó chất và nó nặng nha các bạn đó. Ok thì phía trên như thế này, thằng này thì series của nó là gì đây, 09025 092500, thằng này là 042397 các bạn, nghĩa là nó khác cái đời, nó khác cái đời nghĩa là nó bị lai like, giống như hồi nãy mình nói với các bạn đó đó. Nhưng mà chất âm vẫn đảm bảo ha, chất âm vẫn đảm bảo và lo vẫn là nguyên zin, chứ không phải cái này cái xương khít nó bị hư xong rồi sau đó đi sửa cái xương khít và
gắn lại nha các bạn. Đó nghĩa là cái xương khít, ví dụ bên đây là xương khít là cái gốc, bên đây cái xương khít mà nó bị hư thì đi sửa gắn cái xương khít vào, thì không phải nó lấy nguyên một cái zin khác nó gắn vào luôn các bạn. Đó thì bên Nhật thì họ họ cũng không ít làm những cái chuyện như vậy nha các bạn. Đó ok, thì thay thế này thì có nha các bạn, nhưng mà cái vấn đề mà sửa chữa thì mình sẽ nghĩ sẽ không có đâu. Rồi đây bên trong chúng ta sẽ thấy cái màn bán nó có những cái số seri như thế này đó, thằng này cũng có nè các bạn, thằng này cũng có một cái điều nó nhỏ mình nhìn không thấy nha đó các bạn, và nhìn kỹ bên trong mình sẽ thấy, mình lấy nét vào đó các bạn. Rồi ok, thì bây giờ tới phần phân tầng đi, phân tầng đặc biệt các bạn ha, cái phần này các bạn, cái dòng này, cái dòng cái phần dây lo của nó các bạn ha, nhưng mà giới thiệu ở clip trước các bạn ha, dây lo của nó có xài thêm một miếng này nè, nhìn nó tỉ mỉ ha, nó kỳ công hơn là so với cái thằng 101MM các bạn. Đó đó lý do tại sao giá nó cao hơn các bạn ha, giá mình mua ở thị trường Nhật nó cao hơn dòng 101MM, cũng cũng một chút đỉnh các bạn, cao hơn nha, và nó ít hơn, số lượng ít hơn, nó hiếm hơn các bạn. Đó cho nên giá nó cao, mình muốn săn hàng mua cũng khó các bạn ha, muốn kiếm hàng mua cũng khó, lâu lâu mới được một cặp hả bạn các bạn. Đó cho nên mình có được cặp nào mua cặp nấy thôi. Đó thì về tình trạng có sao mình báo cho các bạn biết. Rồi thì bên trong của thân tầng các bạn, phân tầng nó thì hầu như không khác gì so với 101MM hoặc là 11AD các bạn. Đó bạn thấy không? Đó rồi ok, thì video chỉ quay vậy thôi các bạn ha, báo tình trạng test mọi thứ. Rồi bạn có nào có nhu cầu thì kết bạn Zalo với mình nha, để trao đổi trên đó cho tiện lợi. Rồi đăng ký kênh ủng hộ mình nếu để xem nhiều cái clip mới hơn về những cái dòng loa của Bose JBL vân vân bạn, mình chuyên làm về những dòng loa tai nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thì hẹn các bạn ở cái video clip lần sau.